đường nào. Đây. Con xin chào con xin nha. Càng ngày càng nhỏ luôn hả? Dạ, cảm ơn cô. Đây là bao nhiêu người rồi đây? Hello, hello. Hello các tình yêu ơi. Nhào vô nè. Đang ở dưới Vĩnh Hưng nha. Đang dưới Vĩnh Hưng ở Long An, Tân An phải không chị? Hả? Long An. Đây Tân An đúng không? Long An, Vĩnh Hưng. Long An, Vĩnh Hưng. Mình đi giao nhà. Đi giao nhà nha. Mọi người muốn xem nhà mới đúng không? Mọi người muốn nhìn thấy cái ngôi nhà mới từ mái lá nó lên như thế nào không? Share cái này đi. Share cái livestream này cái tôi cho coi liền luôn, tôi quay màn hình lại liền. Mọi người muốn xem kỳ tích, đúng rồi, kỳ tích giấc mơ thôi, nó kỳ tích ngay ghê gớm quá. Chờ xíu nha. Share cái livestream này đi các tình yêu. Tôi đang ở dưới Vĩnh Hưng nha. Nhã 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 hàng nhà thấy xíu thôi. Tối quá, chỗ này chói không thấy gì luôn. Mới có 700 người à, cũng đã, chưa đủ, chưa đáng. Share đi một cái tình yêu. Share cũng là một hình thức làm từ thiện đó, để giúp cho người ta biết nhiều hơn. Biết đâu được giúp đỡ được chú nữa sao. 900 rồi nè. Leo lên 2.000 các bạn, đó là mình coi. Bước vô liền luôn nha. 1.000. Xe đi nha, xe đi nha. Cũng đang ở Vĩnh Long. Vĩnh Hưng. À quên, Vĩnh Hưng. Vĩnh Hưng. Không phải Vĩnh Đàm, Vĩnh Hưng nhưng mà Vĩnh Hưng không thôi. Vĩnh Hưng. Vĩnh Hưng Long An. Thấy trong truyền hình không, giờ mới thấy ngoài. Thấy trong ngoài không phim không hả? Chưa thấy ngoài hả? Giờ mới thấy vậy. 1.200, 1.300 rồi, chờ xíu nha. Có sẵn cái nhà này mới gặp hoài đó. Ủa, nhà lắm mới gặp rồi. Dạ. Trời ơi, có nguyên con đường đã lắm mọi người ơi. Có nguyên con đường đi luôn này nha. Xe đi, xe đi, xe đi. 1.400 rồi. Nhanh quá à. Nhanh lắm. Lên mấy nhà mà phải ra luôn. Phải anh Đàm Vĩnh Hưng đông lắm. Dạ. Rồi, mình coi sơ đây nha. Cái chỗ Hưng đang đứng là trước đường đó nhớ mọi người. À, trước tiên là giới thiệu hai người. À, một chị hàng xóm của chú Quang xe nước mía bữa đó. Và đây là cô Nguyệt sát lộ giới luôn nha, đang lộ giới, sát lộ giới luôn. Đây là giữa cái sông, cái mương ở giữa nè, cái sông nhỏ nhỏ, cái kênh mà đúng hơn nha, kênh được nhiều rồi, 1.700 rồi, nhanh thôi. Và nhá hàng mình coi xe nha, sau lưng Hưng là con đường đó. À, được đổ bê tông. And mà thấy không vậy? Mấy khúc này hồi xưa là mặt bằng thấp xuống nè, đổ thêm mặt bằng một cái con đường bê tông đó đó. Đó, đi vô trong rồi thấy nhà chưa? Giờ mình đi vô trong nha, vô nhà nha. Đi vô coi, đi vô con. Dốc. Đi. Đường đang dốc xuống nha mọi người nha, để coi. Ôi trời, con xin đứng nghe nè. Trời ơi, không thấy đường luôn má ơi. Cái điện thoại này nhỏ xíu rồi, thì ghét quá. Ê, cái này quay lại sao đây hả ta? Quay hình rồi, đây. Đường dốc xuống nha mọi người nha, hơi dốc xíu nhẹ thôi. Anh đi vô nha. Nè, Loan ơi, Loan cầm anh đi nha. Anh cầm phía trước, phía sau cũng được, tùy Loan. Ở đây là ông chủ xây nhà, ông chủ thầu xây nhà, rất dễ thương.
xào xe khéo lắm á. Bà xã đâu? Chúc bà. Cô giáo đâu? Cô giáo đâu? Bà. Rồi đây. Đó, mọi người nhìn thấy ngôi nhà chưa? À, đẹp. Ờ, ta ra lo lành. Đẹp không? Chú thích không? Chú vui không vậy? Vui lắm mà. Ngôi nhà khác rồi, yên tâm ha. Không sợ nắng, sợ mưa, sợ lũng lỗ, sợ giọt gì hết trơn á. Tất cả đều nhờ công xây dựng của chàng trai này. Cái hàng Sifa, Vĩnh Hưng. Cảm ơn em trai nhiều nha, cảm ơn các anh em nữa. Tất cả các bạn cộng sự, nhân công đã ngày đêm đổ đá, đổ đất, lắp mo dưới lên nha mọi người. Xong đổ này, trong quá trình nó luôn á. Trời dân nãy chắc nó vui lắm à. Chú lên đây. Dân nó nói đó, nó nói cảm ơn làm Vĩnh Hưng nhiều dữ lắm á. Chị đòi cô chú thăm nó đó. À vậy hả? Mừng quá thì mừng luôn, nó nói trời ơi. Trong ngày cũng mừng quá. Xin chào đón chào hết các bạn. Trong đó đặc biệt là bây giờ đi coi thử quan sát nhà xíu nha. Đó, thấy là xịn sò chưa? Còn thời là khác hẳn luôn rồi. Cái đầm Vĩnh Hưng tới bà cười đó, nhà đầm Vĩnh Hưng bà có nhà. Có riêng nha. Cái phòng riêng của chú Quang. Không quá tài. Thế là sao nó không chú còn gắn được là lúc ông kia á. Sao không đặt tiền? Thôi chú Quang cầm cầm cái lạnh đâu giờ là quá vui rồi. Đó, quá 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 lạnh nha, quá xịn rồi nha. Bếp người ta tặng luôn hả chưa? Công nhận ông thợ này khéo tay á. Quá xịn nữa chứ. Ra tới nhà tắm luôn nè, khéo nữa. Ờ này hay. Đó. Bán giá là giá là mọi người. Chứ là con có cái hố này nha. Chứ là bằng thẳng nhớ không mọi người, cái đường đi ra chuồng heo, chuồng gà đó. Chuồng heo đó. Không thích cái chuồng heo đây, cái giữ lại. Người ta chậm luôn. Đó. Nhưng mà phải moi đất từ đó lên làm cả phía trước. Đúng rồi. Cái này phải móc đó. Có nhà vệ sinh sạch sẽ nó làm luôn nha. Ôi, có giòi nước tắm luôn, nước con ca gáo gáo. Nhà là nước càng ra liền nha. Này đủ hết luôn mà còn nước luôn. Nước là canh nữa. Đó cái ao giờ chú nuôi cá nuôi gì nuôi đi nè. Cá nuôi cá luôn được. Tính đâu đó chân á. Có cái đường để nuôi cá luôn nè. Đó. Những chuồng heo thì vào bên kia có cái đường đi nữa. Cái ao đây thì cá. Gọn quá. Nhà gọn hay tư cho trẻ ăn. Cái nhà tắm xẻo nữa. Ai cho gì nuôi đó. Ai cho gà, nuôi gà, ai cho vịt, ai cho heo nữa nha. Ai cho dành lời kiếm sống, bán trứng, bán gà. Rồi, mình chân cái đi ha. Đây là chú. Chú mẹ nó hoài mà nó có gặp nó đâu mà dắt nó như khỏe, nó không gặp nó. Dạ, con lấy rồi. Rồi, cho chú chân. Rồi ha. Ôi, được đặt cái bàn luôn hả? Ông chủ. Trời ơi, ông chủ đặt cái bàn luôn. Trời ơi, đây có món quà của người bạn. Chị có luôn nè. Bạn ơi, ông chủ ơi, chú Quang. Liên. Liên vào đây tặng nè. Thôi, tính với tặng cái nhà nào đây đó. Đây là tầng 1. Tầng mở luôn nha. Ồ, trời ơi. Cái đồng hồ. Coi nhà, coi nhờ, coi nhà kia nha. Ngồi xíu đi ha. Chú ơi, ngồi đi, con xíu thôi. Đứng đi chứ ngồi gì trẻ. Ha, trời ơi, gặp lại bà đấy. Chúng cổ. Nhỏ có bảo gì nè. Không bác sợ biết. À, chị đi đại. Có ai đi tới đây? Chị đi đại, chị đi ngủ nè, mấy hả? Để này chị ngủ.
Con đi thăm ba của riêng không? Dạ con lâu rồi, con cũng đi thăm ba lâu. Và Tết hay sao con? Chú Tết hay sao Tết? Lần qua. Sao Tết? À sao Tết mình thăm ba hả? Chín. Nhưng mà em dạ có Hương gọi đây. Ông chủ đâu rồi? Ông chủ xây nhà này kiêm tốn quá anh không? Sao đi ngồi với anh coi? Dạ. Trong fanpage của mình á, cho nên là em muốn hỗ trợ cái hỗ trợ thiệt luôn, là giúp đỡ, là giảm giá, là tặng ghế, giường, tặng bếp, ôi trời ơi, là quá tài tặng luôn. Cảm ơn em cho xã nha, cũng là của mình, không các giờ của em là giúp cho em thực hiện được ước mơ của Vân. Cái mong lần này là cái nhà em thấy là đó, con thấy cái nhà cũ là sao? Bây giờ như này là quá an toàn, có yên tâm luôn. Hưng cũng phải cảm ơn bạn bè của Hưng, những người thân có hai ba người thôi đã thấy Hưng làm vậy đó, má hoa cho em cùng giới cho em chung vai gánh giác giới đó, không có nói theo con số là được, không muốn tới vậy mà mình cũng không muốn là thức gì chứ không muốn của họ để chấp nhận. Và Hưng lại cần phải cảm ơn khán giả của Hưng đã Hưng nói đó, mua vé vào xem cái là sao của Hưng là được trích tiền ra làm cái nhà này lên. Cuối cùng là có được cái ngôi nhà ấm áp, yên ấm, có điện đèn, có chú mưa, chú nắng một cách rất là an toàn. Cảm ơn mọi người cũng đã chia sẻ, ủng hộ bằng cách chia sẻ cái thông tin này và comment tốt đẹp, tích cực như một cái sự động viên giúp Hưng để Hưng có thể làm tiếp tục. Còn một điều đặc biệt Hưng sẽ tiếp em. Còn một điều đặc biệt thì mọi người sẽ được thân mặt sao? Đúng rồi, nãy giờ không có nói gì đó. Còn một chuyện đặc biệt nữa chút xíu là thôi, không nói đâu. Một cái xe đón xem nha. Rồi Hưng sẽ ekip sẽ làm, thực hiện xong cái hoành tráng lên. Còn một cái xe không thấy là nó đi đến tận cùng của cảm xúc để nhìn thấy không? Ha. Đây đây bây giờ thì mọi người cảm ơn mọi người đã theo dõi là xem à, đây không đây rồi ok.
Bye bye mọi người nha. Rồi hẹn gặp lại và vào cái buổi phát hình của Hưng gần nhất luôn nha. Sẽ có nhiều điều đặc biệt hơn nữa. Sẽ vỡ hòa nha mọi người nha. Em đây, cảm ơn người. Anh cảm ơn em nha, cảm ơn vợ chồng em, nhất là bà vợ cũng như cô giáo là fan cứng của Hưng luôn. Rất khuyến khích, rất là động viên ông xã để là cùng đồng hành với Hưng trong chuyến này. Rồi xin chào tạm biệt nha. Ê, lui xa xa ra cái này để chào cả mọi người luôn nè. Anh để em về đi về luôn. Hướng này rồi đó. Rồi lui lên xa nữa mới thấy hết, tạm quen. Rồi em quay hình lại đi anh về thấy. Rồi đó. Rồi chào mọi người nha.